Cái gì vậy? Bà chạy. Anh đừng có nhảy vô nha. Không, thử đi. Nhưng mà như vậy nó lộ. Tôi đã biết nguyên nhân của vụ cháy này là gì rồi. Sao nhanh vậy? Là gì vậy sếp? Nguyên nhân của vụ cháy này á, đó chính là do lửa. Đi vô. Lửa. Đi vô. Được. Tôi đã biết nguyên nhân của vụ cháy này là gì rồi. Sao nhanh vậy? Nguyên nhân là gì vậy anh? Tôi đã biết nguyên nhân của vụ cháy này là gì rồi. Hả? Nguyên nhân của vụ cháy này đó chính là do lửa. Đẹp nè. Đúng, đâu rồi? Dễ thương. Má mày nửa cắn môi coi. Nhìn nó không có đủ. Nó gợi dục. Nhìn chung mỏ luôn. Làm tính nữa nè. Lại 1, 2, 3, diễn. Hai, ba, ngồi xuống. Diễn được rồi. Đội kính quên. Quay lại nữa. Lại quên, quay lại. Đang diễn giống trò chơi kia. Đập xuống. Đập lên. Đúng là mấy người vô nhà. Đúng là mấy người ở nghề lâu năm. Làm nghề lâu năm. Trời ơi bà tắt à. Nạn nhân được pháp y dự đoán tử vong vào khoảng thời gian là 2 giờ đến 2 giờ 30. Có lẽ là 30 phút. Này giống Duy Hà quá. Theo nhiều quan sát, hung thủ chắc chắn là một người rất thân với nạn nhân. Bởi vì những gốc là quên. Cái thằng này! Đừng quên. Nó buộc hoại tôi. Em cũng cảm thấy hung thủ chắc chắn có động cơ gì đó, chứ không đơn giản là một vụ cướp được. Thời nãy đúng không? Vô bóng cái động cơ này đúng. Đúng bình thường. Cũng cảm thấy hung thủ chắc chắn có động cơ gì đó, chứ không đơn giản là một cuộc cướp được. Phải đâu? Phải đâu? Phải chứ. Đó, nó phải không? Đi đổ luôn đúng không? Không, thả nó xuống. Thả nó nằm xuống bình thường. Em không phải không chị? Không phải. Phải không phải nè. Mày thở ơi, mày đi đâu rồi? Bây giờ mày chết rồi, không phải, cứ nằm ở đâu. Tuy nhiên có một người gì đó. Ý, thực chất là tay sai của kẻ khác. Mày cũng thoại bậy không? Mày muốn coi cảnh toàn thấy đầu nhúc nhích nhít lắm. Như vậy đã tạo một hiện trường hoàn hảo để đánh lừa những người. Tuy nhiên vậy. Chưa có đông giọng mà hả? Chưa có vụ án nào mà tôi chưa giải được á. Lấy lại cái cảm giác đó đi, tự tin lên. Sau khi hạ độc nạn nhân thứ hai, hung thủ đã đi ra ngoài, khóa chốt cửa lại và kéo sợi chỉ theo cấu trúc rồng rọc qua khe cửa để chìa khóa chui lại vào trong túi áo của nạn nhân thứ hai. Không thể ngờ được vụ án khó như vậy mà cũng giải ra. Tôi mà. Bạn mày hả?
con mũi này, con mũi này. Con mũi, con mũi, con mũi, con mũi, con mũi, con tôi đang tiếng cười ông với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng. Vừa Ngọc Hoàng alo cái. Tôi đẩy này lên nữa. Chuyển muốn bằng chứng thì muốn bằng chứng cái một muốn bằng chứng. Thiên và chuyển. Đúng như cô nói là hai cái thuận. Chuyển bằng chứng địa bàn. Đã thuê tôi công thủ, tôi tạm gọi là ai? Tạm gọi là ai? Ai nữa? Các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình nhé.